ghi đông xe thì được chủ xe sử dụng full system của bộ ghi đông của Z-Grab. Đây anh em thấy không, một cái ghi đông Z-Grab thì nó có gồm là cái gì, gồm cái chạc ba trên này, gồm cái chạc ba trên này và cái chạc ba dưới của Z-Grab, nó đưa cao lên hơn tí. Ghi đông Phi 28 Z-Grab rất đẹp luôn đấy. Đôi bao tay lắc kèm với đôi tay phanh tay côn Rizoma, tay phanh tay côn carbon CRG, cộng với thêm là cái chạc ba CNC kèm khóa Smart Key, không thể bỏ qua được cái bộ phận này, rất đẹp và xịn đấy. Những cái ốp bình dầu H2C cũng được chủ xe đã lên rồi. Đây là một chiếc xe mà đã độ hết đồ chơi rồi, nó độ rất là đơn giản, nó không quá cầu kỳ, không quá nhiều đồ chơi. Và bây giờ mình sẽ bật cái điện lên để cho các bạn xem cái đôi xi nhan trước sau của nó nhá. Xi nhan Spirit Beat L20 rất là lạ luôn. Giờ mình sẽ nhờ An công chúa hỗ trợ mình bật cái xi nhan lên. Đấy, khóa Smart Key. Mình sẽ nhờ An công chúa để bật cái khóa lên cho mình nhá. An bật khóa Smart Key đi em. Rồi ok. Và đây đôi xi nhan L20 rất là đẹp luôn. Cắt xi nhan đi em. Xôi, rất xịn luôn. Và đây là có đề mi. Đấy, đây đề mi này. Màu này là, của nó là màu đỏ nhé các bạn nhé. Nhưng mà vì cái ánh nắng ánh ngoài trời nên là camera mình quay không được rõ lắm. Đấy, rất đẹp luôn. Thụt ô lìn, không thể bỏ qua được thụt ô lìn. Cái thụt ô lìn cho mới XF bình dầu rồi. Ok anh em. Ok anh em, đã xem được qua cái sản phẩm Honda MX125 độ rất là nhiều đồ chơi chính hãng này rồi. Và đừng rời màn hình, hãy like, subscribe mình đi. Các bạn có 3 giây để like, subscribe mình nhá. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc xe Harley Davidson ngay đằng sau đây. Mình sẽ review cho các bạn và cảm nhận của mình một tuần sau một tuần sử dụng chiếc Harley Davidson này nó như thế nào nhá. Ok anh em. Nhắc đến cây Yoshimura RS2 này thì anh em đều biết nó là full system, cổ nó là cổ uốn. Cổ uốn xoáy rất là đẹp luôn, xoáy kiểu ruột gà. Những cái đồ Z-Grab được chủ xe lắp lên xe rất là nhiều. Thì anh em có thể thấy cái khung không? Đây này, chiếc khung Z-Grab, khung máy của Z-Grab rất đẹp cho Honda MX125. Sản phẩm mà đến bây giờ ở trên thị trường nó không còn quá nhiều nữa, vì là Z-Grab đã dừng sản xuất cho đồ Honda MX125 và các bạn quay sang đồ Mach-E rồi. Và chúng ta không thể bỏ qua nữa là những cái chiếc rè gầm được phủ carbon này. Đấy, chiếc rè gầm được phủ carbon rất là đẹp. Đấy, phủ carbon ấy, và đây là dán đề can nhé các bạn nhé. Và tiếp theo nữa, lắp cam Moritech. Đây lắp cam của Moritech này các bạn này. Đấy, lắp cam trong suốt luôn, rất đẹp đúng không? Mình zoom lại cho các bạn xem nhé. Đấy, trong suốt luôn, khi mà chạy thì cái cam nó xoay xoay, dầu nó bơm lên rất là đẹp. Và mình đã có review cho các anh em về biết rồi, cái hệ thống đèn đúng không? Những cái này là cái buộc dây đèn này. Cái dây đèn này là dây đèn ô tô của Mỹ, hàng Mỹ xịn, 2,5 triệu. Nhưng mà con này thì đa phần là nó độ cho ô tô vì nó chỉnh được cả màu, chỉnh chiếc được tất cả các thứ. Thì con này là đèn ô tô chủ xe đã chế lại. Và đây là chiếc đôi bao tay Rizoma chính hãng. Mình nhớ là khách mua 3,6 triệu hay 3,7 triệu đôi bao tay này. Và cái cao su này nha anh em nhé, 800.000. Nếu anh em muốn thay cao su này của Rizoma chính hãng, 800.000 một cái, rất đắt luôn. Chúng ta hãy đi đến dàn ghi đông.